Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn ạ. Xin chào Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, có một người gửi email cứ bảo rằng là tại sao trên YouTube không có đọc báo Vẹn. Mình vẫn có chứ anh hả? Mình có nhà SBTN không có post lên. Thì không biết là lý do tại sao. Chúng tôi sẽ post một loạt lên. Tại vì thường thường trước đây chúng tôi post đều, nhưng mà về sau thấy SBTN họ post đều đó, thì để cho họ vào có mà chúng tôi sẽ post lại. Nhưng mà trên YouTube vẫn có, cho nên là không biết lý do tại sao mà có một vị khán thính giả nói là giờ này tôi xem YouTube sao tôi không thấy. Thì tôi không biết là mình có cần phải đánh chữ Quê Hương Media không anh? Tôi nghĩ đọc báo Vẹn không cũng được. Khi mà SBTN người ta post thì nó có cái chữ SBTN ở dưới. Thì chúng tôi nhờ quý vị xem lại nha. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua thì nói về Việt Nam đó, thì cũng có cái tin vui. Tin vui thì Hoàng Tuấn á, xem thi Hoa hậu Thế giới, thì thấy cái cô Hoa hậu của Việt Nam đó đi thi đó, được vào top 20. Thưa quý vị, đối với người Việt Nam, mặc dù chúng tôi không thích chế độ Cộng sản, chúng tôi không thích cái đảng Cộng sản, chúng tôi thấy khi mà Việt Nam lên cầm cái lá cờ đỏ sao vàng vẫy vẫy, chúng tôi không thích cái chuyện đó. Nhưng mà phải công tâm mà nói, khi mình thấy một cô gái Việt Nam mà lọt vào top 20 Hoa hậu Thế giới thì mình cũng thấy vui. Cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện rất là bình thường. Chúng tôi nói vui chứ chúng tôi không có hãnh diện nha. Một lát nữa Hoàng Tuấn sẽ nói tại sao không hãnh diện. Và cái điều vui là cái cô này đó, Hoàng Tuấn thấy cổ có phong cách ăn nói, dĩ nhiên tiếng Anh thì dĩ nhiên là người châu Á nói tiếng Anh không phải là như người châu Âu và là những nước khác, nhưng mà cổ cũng khá giỏi. Và chúng tôi có xem trên Internet thì biết xuất thân cô á, là ngày xưa cô đi bán hàng trên xe lửa, và cô người Thanh Hóa. Thì đó là cái điều rất là vui. Và thưa quý vị, nói như vậy để quý vị thấy là không phải chúng tôi sống ở hải ngoại là cái gì của Việt Nam chúng tôi cũng chê. Anh biết bé ở nhà đó, nó sanh ở Mỹ nha. Mình nó nghe Hoàng Tuấn nói, ô, Hoa hậu Việt Nam vô thi nè, nó chạy ra liền. Nó ngồi nó chờ. Nó ô ba Việt Nam đâu, nó coi cho bằng được cái cô Việt Nam. Đó, thì đó là cái niềm vui. Đó là cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam, bởi vì đi thi Hoa hậu của Thế giới, cái chuyện này không thể mua bán được anh ha. Không thể mua bán được. Và nó cái chuyện mà sắc đẹp rồi còn cái cách ứng xử ăn nói nữa. Mà vô được vòng 20 thì đó là điều rất là tốt. Cái thứ hai nữa là về đá banh. Đội nữ Việt Nam cũng được huy chương vàng. Đội nam cũng được huy chương vàng của SEA Games. Thì đó là cái điều rất là vui, chúng tôi cũng vui. Nhưng mà bên cạnh cái vui thì cũng có cái buồn. Là bởi vì thưa quý vị, khi chúng tôi thấy một cô Hoa hậu Việt Nam đi thi vậy, mình vui, mới vừa vui, mình thấy phụ nữ Việt Nam của mình xinh đẹp, thông minh. Đúng nghĩa, chứ không phải là như Nguyễn Minh Triết mà nói rằng là đi du lịch Việt Nam con gái tụi tôi đẹp lắm. Xin lỗi, nói y như là cái thằng mà cô mà làm cò mồi. Nhưng mà thưa quý vị, Việt Nam thắng mấy trận đá banh đó, nó sẽ ra cái chuyện đi bão. Trời ơi, chúng tôi xem cái hình ảnh đi bão, chúng tôi xấu hổ vô cùng. Sao vậy? Con gái Việt Nam mới vừa xem thi Hoa hậu, xinh đẹp, thông minh như thế. Hình ảnh rất là đẹp trong mắt của thế giới. Anh có thể tưởng tượng du khách nước ngoài đi Việt Nam, đi xem con gái Việt Nam đi bão đó. Cởi truồng cái trần chạy ngoài đường. Trời ơi, anh nghĩ nó xấu hổ mà mới đây hay là ngày xưa mới đây người ta đưa lên trên mạng tràn ngập, có một cô đẹp gái lắm, xin lỗi, thoát y 100% chạy ngồng giữa đường, và có 2-3 cô đó ngồi trên xe hơi cởi trần luôn, và một cô đứng trên chiếc xe múa, nhảy múa và tóc váy lên luôn. Thưa quý vị, hình ảnh nhìn chúng tôi thấy nó tội nghiệp, và chúng tôi thấy tội nghiệp cho bố mẹ của những cô gái đó. Con gái của mình không phải là xấu anh, bây giờ tội nghiệp cho tất cả những người phụ nữ của Việt Nam khác. Đấy, người ta nhìn cô mà sao? Tại sao nó lại như vậy? Tại sao là cái vì lợi ích 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, bây giờ nó lại như vậy? Đó là những người sinh sau năm 1975, lâu xong lâu rồi, không thể nào nói là cái hệ lụy, cái này là cái tàn tích của Mỹ ngụy được. Thưa quý vị, anh cứ thử tưởng tượng bây giờ du khách nước ngoài tôi qua Việt Nam, người ta thấy Việt Nam mình chiến thắng người ta cũng vui. Mà thấy con gái Việt Nam như thế thì ta đánh giá như thế nào? Nó xấu hổ vô cùng. Ca dao Việt Nam có một câu rằng là cá lên khỏi nước thì cá khô, làm thân con gái lõa lồ thì ai khen. Nhưng mà nó phải có nơi có chỗ nè. Ví dụ xin lỗi, ở Tây Phương á, nó có mấy cái club, hoặc là có những cái bãi biển khỏa thân. Mình mới thắng một cái giải như thế mà mình là con gái Việt Nam,
Trời ơi, mà cởi truồng cái trần chạy ngoài đường. Đương nhiên là thanh niên nó vỗ tay nè. Nó vỗ tay nó hoan hô. Xin lỗi quý vị, bởi vì nó xem miễn phí mà. Nhưng mà chúng tôi thấy nó xấu hổ lắm. Nó xấu hổ vô cùng. Thì từ cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng là những người cần phải lên tiếng á là phụ nữ nè, đoàn thanh niên nè, bộ văn hóa thông tin nè, phải cần lên tiếng. Những cái điều này là những ông đại biểu như là ông Dương Trung Quốc, ông Lưu Bình Nhưỡng vân vân, thì những ông thường hay phát biểu ý kiến đó phải lên tiếng. Không thể nào để hình ảnh con gái Việt Nam như thế, nó xấu hổ quá. Và cái này thì không đổ thừa chạy được nè. Và cái đó nó phản ánh cái gì? Nó phản ánh được cái thực trạng của xã hội. Nó phản ánh được cái trình độ của thanh niên Việt Nam. Người ta so sánh đi bão ở Việt Nam và những cuộc biểu tình ở bên Hồng Kông. Yeah. Đó. Hai cũng là thanh niên với nhau. Thanh niên bên Hồng Kông đó. Viết thư tuyệt mạng này cho bố mẹ. Nói là có thể con sẽ không gặp bố mẹ. Mà trong bên này thì tôi nghĩ bố mẹ của Việt Nam chắc cũng xấu hổ. Là con gái mình mà bây giờ nó ở truồng ở trong, nó chạy ngoài đường, nó quay phim, nó đưa lên mạng, không những Việt Nam mà ra cả thế giới cũng xem luôn. Làm sao hãnh diện được không ạ? Không thể nào hãnh diện được. Xấu hổ quá, mời anh. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan tới chuyện mà anh Hoàng Tuấn đã nói, thì chúng tôi đọc ở trên báo VnExpress có bài Thủ tướng nói là chiến thắng của đội tuyển bóng đá truyền cảm hứng phát triển. Phát biểu trong cuộc gặp hai đội tuyển bóng đá, lãnh đạo chính phủ nói chiến thắng ở SEA Games 30 sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển đất nước. Chiều 11 tháng 12, hai đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa giành huy chương vàng ở SEA Games 30 đã có cuộc gặp thân mật với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, sau đó thì là cái bài báo tiếp tục với cái phần gặp gỡ ông nói chuyện hai bên. Thì như anh Hồ Tuấn vừa nói, chắc không cần phải nhắc lại là chúng tôi, tất cả mọi người Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại, khi mà có những cái thành tích mà tốt đẹp về thể thao hoặc là về nghệ thuật, thí dụ như có một nhạc sĩ nào đó được vinh danh trên toàn thế giới, chúng tôi cảm thấy cái điều đó là cái điều mình hãnh diện. Nhưng Hoa Hậu đó. Dạ, tất cả mọi người đều như vậy rồi. Hoàng Thùy họ Hoàng. Nhưng mà cái gì cũng phải cũng có chừng mực của nó, thưa quý vị. Người ta nói sở dĩ làm sao mà trong nước bây giờ ta làm lớn cái chuyện này, làm lớn cái chuyện mà bóng đá Việt Nam mà giành được huy chương vàng ở SEA Games này. Tại sao vậy? Là tại vì họ chẳng còn cái chuyện gì để có thể để làm lời hãnh diện hơn được, để khoe khoang được. Xin nhớ rằng là những quốc gia là cũng là dân chúng mê một cái môn thể thao nào đó. Nhưng mà khi mọi tháng cũng mê lắm, người thắng người ta cũng cả nước ăn mừng với anh. Brazil mà thắng là cả nước họ cũng ăn mừng vậy thôi. Colombia cũng nếu mà họ thắng là một trận thời đó họ cũng ăn mừng vậy. Nhưng mà rồi sau đó về cái anh cầu thủ mà để bóng lọt lưới đó thì về bị bắn chết. Người ta phân tích và người ta thấy rằng như thế này, những quốc gia mà càng tiến tiến á, khi mà người ta chiến thắng trong những cái cuộc thi đấu như thế này, mà các quốc gia mạnh tiên tiến và nói như phát triển á, nói như cái dùng cái chữ của ông thủ tướng là cảm hứng phát triển á, chẳng hạn như Hoa Kỳ, như Anh, như Đức, như Ý, chẳng hạn những quốc gia họ đã đạt nhiều lần đoạt, Mỹ thì chưa bao giờ, Mỹ thì những cái giải khác, nhưng mà như Đức này, như Anh này, như Pháp này, như Italy này, như Tây Ban Nha, họ ăn mừng. Nhưng mà nó có chừng mực của nó thôi. Phát triển là phát triển khác. Còn những quốc gia mà càng mà sùng bái cái môn thủ cầu đến cái độ mà điên cuồng của nó đó, thì là thưa quý vị, những quốc gia đó thường thường cũng không được phát triển nhiều lắm. Kém về Argentina, Brazil đâu có phải là những quốc gia mạnh về kinh tế đâu. Bây giờ ông lại bảo là cảm hứng phát triển. Bây giờ ông muốn phát triển theo những cái nước mà nó mạnh, hay là muốn phát triển theo những cái nước mà chỉ mê bóng đá? Tùy quý vị, tùy ông thủ tướng. Ông là thủ tướng, ông là người lãnh đạo đất nước mà ông còn tuyên bố một câu như thế này. Thảo nào đất nước mê bóng đá hơn là mê giữ nước. Thì ông nói là bóng đá để mà phát triển. Nhưng mà anh nhớ hôm trước đó, ông nói là văn hóa Việt Nam không được lai căng. Không có lời nhờ như vậy ha. Thì thưa với thủ tướng là bây giờ thủ tướng xem lại những cái video clip mà nó đi bão đó. Đó. Thì nó không có lai căng, nó Việt Nam 100%. Mấy cái cô gái ở Việt Nam 100% nó không lai. Thứ hai nữa, nó không có lời nhờ lợt nhạc này, nó tô hô 100% luôn, nó không có nhờ nhờ nhạc. Không, thực sự tôi cũng bắt chước với nước kia thôi, nhưng mà nó quá đáng. Mà làm sao mà có thể là truyền cảm hứng phát triển được? Cái sự phát triển của đất nước nó ở chỗ khác. Còn cái này thực sự đá bóng, thể thao. Hay giải trí, nó chỉ là giải trí thôi. Mình mê, mình thích thì mình đi ủng hộ cho nó. Nhưng mà không có nghĩa là cái chiều hướng đất nước phát triển, ông đưa tự nhiên ông đưa cái phát triển đất nước mà đưa vào trong cái chỗ này thì hỏng to. Ông là người lãnh đạo mà ông còn hỏng ngay từ đầu như vậy thì làm sao đất nước có thể phát triển được? Anh biết trên Facebook có nhiều người nói là khi mà đi qua bên Thái Lan đó, khi mà Việt Nam đá với Thái Lan đó, có ủng hộ cho Việt Nam đó,
thì Việt Nam thắng Thái Lan thì rất là vui mừng. Nhưng mà có những người có tâm để nhìn lại cho nó, nhìn cái đất nước Thái Lan và nhìn những cái điều kiện phát triển của Thái Lan á, nhìn cái phi trường của nó đó, nó gấp mấy chục lần của mình. Cho nên là mình ăn thắng một trận banh nó không là cái gì cả. Mà máu còn đưa vào cái chiều truyền cảm hứng phát triển, nếu mà thì thua thì ông thua thì là đất nước không phát triển, nó có là tụt hậu à? Chẳng lẽ bây giờ đúng, anh cảm ơn anh nói yếu tố đó, bây giờ thắng là phát triển, mà nếu Việt Nam thua là không phát triển rồi. Cái chuyện mà thua như ngày như các nước lớn á, dù như là Pháp, Đức, Anh vân vân, thì người ta đá banh thắng, có thắng có thua mà người ta phát triển là vẫn là phát triển, đúng mà, không? Mà cái năm đó thì Brazil có thắng mà Đức có thua đi chắc nữa thì nữa Đức nó vẫn phát triển, mà Brazil phát triển bình thường. Hai cái điều nó khác chỉ nhau. Có một điều là ông thủ tướng nên xem lại cái những cái chuyện đi bão đó. Mà thưa anh, nó như thế này, tồi tệ lên thế này, khi cái chuyện nó xảy ra như vậy đó, không có bóng dáng một công an nha. Đáng lý cái đó công an phải giải quyết. Tôi thấy có đọc đồ đó, có cái bài nói về có mấy anh mà lại khá là cũng đi bão nhưng mà xe chạy ẩu gì đó rồi cũng bị công an ngăn chặn gì đó, đuổi theo gì đó. Rồi cũng có mấy người coi như bị tai nạn rồi thì chết tôi không, người nữa. Thực sự không quan tâm đến cái chuyện đó nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy cái chuyện anh à. Đi bão đi, cùng lắm đi, mình bảo tại vì thanh niên nó ham vui. Cái tuổi trẻ mà thôi thì cũng có thể thá được, nhưng mà đối với cái người đứng đầu đất nước như thủ tướng mà tuyên bố một câu mà bóng đá mà là lấy bóng đá để truyền cảm hứng, thưa quý vị và thưa ông thủ tướng là như thế này, đá bóng mà có thắng và có thua, nhiều khi cái thắng đó tôi mình không nói cái chuyện lần vừa rồi SEA Games nha, nhưng mình nói cái thắng nhiều khi nó chỉ là cái sự may mắn thôi. Một đường bóng tự nhiên cái mình thắng cái mình bảo nó phát triển, sao mà hai cái nếu mình thua thì sao, thì bơi vây thế mình không phát triển à? mà nhiều khi cái đường bóng như kia là hết không, khi công bình công tâm mà nói thì chúng tôi xem những cái trái mà thắng cái trận chung kết ấy, thì các cháu nó đá cũng rất là hay. Tôi chỉ ta nói lần trước rồi, chúng tôi cũng theo dõi những cái chuyện đó, nếu trận nào mình xem được thì mình xem, trận nào cái giờ nó ngược giờ mình không có thời gian mình xem được, chế quá đó thì mình cũng xem lại và mình có một cái vui. Việt Nam bây giờ không có gì mà phát triển cả, bây giờ là đá banh nhưng mà hai cái nó khác nhau, nó đi bão nó quậy tanh banh như thế là phát triển cái gì. Nhưng mà ý tôi muốn nói là không thấy hình ảnh công an là bởi vì chúng tôi so sánh là ngày xưa những năm trước đó, khi mà người ta đi biểu tình chống xâm lược Trung Quốc hả? Không phải cái ô nhiễm biển đó anh. Formosa. Formosa, xin lỗi quý vị. Thì là có loa của chính quyền. Yêu cầu bà con đừng nghe lời kẻ suối, kẻ lời kẻ xấu xúi dục giữ gìn trật, đừng làm mà người ta đi rất là trật tự nè. Còn bây giờ cái đám này nó như giặc. Nó ở truồng ở trần, nó nhảy, xin lỗi quý vị, hình ảnh nó rất là thô tục, là hai cô gái đứng trên xe hơi đó làm hình ảnh giống như là hai người là đang ân ái với nhau vậy. Mà ở trần nữa, những cái chuyện đó mà không hề thấy ai nhắc nhở cả, mà còn vỗ tay la hét nữa, như thế mà phát triển ở chỗ nào? Thôi chúng tôi cũng chịu thua. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 của chương trình, khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ có thêm một vài tin tức khác nữa. Điều gì làm cho nước mắm Red Boat đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi, dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại. The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil. Fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO. Với độ đạm đến 40%, Red Boat Fish Sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa.
Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps Sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình thì Hoàng Tuấn bây giờ có cái tin này không có dính dáng gì tới Đá Banh, cũng không có dính dáng gì tới Hoa Hậu cả. Cái tin là về cái chuyện mà phát triển theo ý tinh thần của Thủ tướng. Phát triển là phải có gì? Phải có kinh tế, rồi phải có nông nghiệp, rồi tất cả các thứ, phải không? Thì sản xuất, nhưng Việt Nam mình là làm nông mà, chăn nuôi sản xuất. Thì ở Gia Lai đó, cấp bò giống đứng không được cho dân nghèo làm giống. Ở Gia Lai là báo Người Lao Động Online, bò giống được công ty cổ phần kinh doanh và phát triển miền núi Gia Lai cấp cho người dân nghèo đã không thể đứng được ngay sau khi dắt ra ngoài trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trong sự ngỡ ngàng của người dân. Con bò đưa về làm giống nhưng mà nó đứng không nổi, tức là cuối cùng anh biết người dân á, người ta phải khiêng nó, bỏ nó xe chở nó về, chứ nó đứng không nổi. Mà rồi sao khiến về làm sao rồi về làm giống thì nó sẽ đẻ ra bò nằm. Thưa quý vị thấy nó vừa buồn cười, nó vừa ngớ ngẩn, mà chúng ta phải dùng cái chữ là nó khốn nạn đó nè. Bây giờ dân người ta nghèo, mình cấp cho người ta con bò để làm giống để người ta phát triển, mà mình cho con bò mà nó đứng không được, thế thì làm giống làm sao? Thì quý vị làm cái việc nó bôi bác, giống, xin lỗi quý vị, giống như là bố thí cho nó xong việc. Anh nghĩ làm sao một cái công ty cổ phần kinh doanh phát triển miền núi mà đi cấp cho người dân nghèo bò để làm giống, mà con bò nó đứng không nổi thì làm giống sao? Những cái người mà làm công việc này, những cán bộ mà làm công việc này đó, một là họ không có mắt, họ đuôi, họ không nhìn thấy cái chuyện đó. Xin lỗi quý vị, cũng tôi cũng chủ éo ai cả, nhưng mà thực tế là như vậy. Tại vì mình chở con bò mình cho người ta làm giống giúp cho người dân nghèo, một con bò nó không đứng được thì phải biết thì kiếm con bò khác chứ. Nếu mà nhìn thấy nó như vậy, nhìn thấy nó như vậy mà vẫn cứ giao cho người ta thì những người nó không có lương tâm. Nhưng mà anh nghĩ làm giống là con bò nó phải khỏe mạnh chứ, khỏe mạnh đúng không? Ủa con bò nó đứng không được rồi nó làm giống là sao? Thì nó một là không có mắt sẽ không nhìn thấy cái sự thật, hai là nếu mà có mắt mà vẫn cứ giao cái con bò đó cho người dân nghèo đó thì những người đó là những người không có lương tâm. Không, cũng một cái xã hội cũng một cái xã hội mà được điều hành bởi những kẻ mà nó vừa không có mắt, nó không có, vừa không có lương tâm nữa, không có tâm nữa. Thưa quý vị, thì những cái xã hội đó thì bảo chúng tôi nói tốt đẹp cho họ làm sao chúng tôi nói được? Thế bây giờ thưa quý vị, có đá thắng bao nhiêu trận nó cũng không phát triển được. Bây giờ mà ông thủ tướng của nó, bây giờ Việt Nam có đá vô địch châu Á thì chăng nữa,
thì cũng không phát triển được. Làm sao phát Việt Nam có vào tứ kết của thế giới cũng không phát triển được. Mà thí dụ nương theo ý kiến của Thủ tướng mà trở lại cái chuyện đó chút xíu nữa, thì tôi đề nghị là như thế này. Ông Park Hang-seo đó, trong nước người ta đọc là Park Hang-seo thì phải, Park Hang-seo, chúng ta nghe như vậy. Thì ông từ cái ngày ông về, ông làm được huấn luyện viên thì đội bóng Việt Nam phát triển một cách rất là rõ ràng, một đợt hết giải này đến giải kia, ai cũng không đúng, ai có thể phủ nhận cái công lao của ông đóng góp cho công việc. Mà cái người ta cũng muốn đặt tên đường, ông lấy tên ông đặt tên đường. Tôi đề nghị là cái chuyện đặt tên đường nó quá thường đi. Đề nghị ông thay thế cho cái bộ sậu lãnh đạo đất nước. Tại vì Thủ tướng đã bảo là cái tinh thần bóng đá đó, mình theo cái tinh thần đó để phát triển nước. Thì tại sao cái người mà làm được cái chuyện đó đó, mình không mời người ta về làm thủ tướng hay làm chủ tịch? Anh nói như thế thì cũng gần giống như, nhưng mà người dân trong nước nhiều người đã có ý kiến rồi. Tức là bóng đá Việt Nam nhờ huấn luyện viên nước ngoài nó mới phát triển như thế. Thế thì bây giờ kinh tế, chính trị, xã hội, bây giờ mấy ông Phúc nè, ông Trọng nè, mấy ông ấy cũng phải nhờ huấn luyện viên nước ngoài về nó dạy cho. Thế nên mới phát triển được. Thôi muốn đi, có cái ông sẵn, có cái ông Park Hang-seo. Ông để ông đá banh thôi. chỉ có một ngày là thì vừa là bí thư, vừa làm chủ tịch. Chứ còn ông này là đá banh là cho ông đá banh nha. Nhưng mà người ta đề nghị là tiện có ông sẵn, có ông lên khỏi mà cùng kiếm người khác nữa. Cái tinh thần nó có rồi. Tại vì Thủ tướng nó bảo là cái tinh thần đó, mình phải, ông đã có tinh thần đã được truyền sang cho mình. Rồi, quý vị, việc cán bộ nhà nước thì như thế. Mà báo Tiền Phong đăng như thế này nè: quản lý yếu kém vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đấy. Ngày 8-12 trong phiên thảo luận kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 9, nhiều đại biểu chỉ ra nhiều yếu kém trong quản lý nhà nước, gây lãng phí, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Nhưng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lãnh đạo, vẫn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được chi thu nhập tăng thêm. Ai đánh giá? Sao cái chuyện này đó, anh đi rời Việt Nam năm nào? 1984 tôi vượt biên. Năm rồi anh, tôi thì ở về qua sau, cho nên tôi rành cái chuyện này lắm. Sao? Tất cả các cơ quan đoàn thể của Cộng sản Việt Nam đó, cứ mỗi năm thì nó có bình bầu. Để chọn là lao động tiên tiến, rồi cái gì là đại khái là chiến sĩ thi đua, vân vân và vân vân. Thì khi bình bầu như thế đó là nó bảo là dân chủ. Tức là dân chủ mà. Tức là tất cả những nhân viên đó rồi bầu với nhau để ví dụ tôi với anh làm việc chung. Thì xem thì người nào xuất sắc thì bầu lên. Nhưng thưa quý vị, bố thằng nào mà dám nói thủ trưởng là làm việc dở. Cho nên khi bầu như thế đó thì mang tiếng là dân chủ, mà nó dân chủ cụi. Thế bây giờ giám đốc nha, có chức có quyền là đảng viên nha, anh là nhân viên. Thì khi mà bình bầu á thì chẳng lẽ anh nói là chúng tôi thấy là đồng chí giám đốc là làm việc chưa được chết cha. Thế là bao nhiêu đứa cứ dồn vô, đương nhiên vì sợ mà phải thủ cái thân mình chứ. Thôi kệ nó, mình bầu cho nó đó, nó ngồi yên đó, thì mình còn ngồi để làm việc. Mình không bầu cho nó là mình đi. Thì cái chuyện các anh trẻ tôi đã thấy từ cái thời tôi Việt Nam, tôi đã biết cái chuyện đó nó xảy ra như vậy rồi. Và cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra hàng năm, và nó xảy ra hết năm này qua năm khác. Xin lỗi quý vị, hết thế kỷ 20 nó sang thế kỷ 21 nó cũng vẫn y chang như vậy thôi. Từ khi đời ta có đảng là nó là nó như vậy thôi. Và khi nào mà đời ta còn đảng thì nó vẫn tiếp tục là như vậy. Nói đó là đặc biệt là lãnh đạo phân được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được chi thu nhập tăng thêm. Một cái xã hội mà dựa trên những cái giả dối như thế này sao mà phát triển được? Ông đá banh là phát triển là cứ chọn thì phải lấy cái tinh thần của ông Park Hang-seo, Park Hang-seo ra. Mày mốt á, tôi nghĩ là mày mốt hỏi mấy đứa nhỏ bản đồ Việt Nam hình gì nữa, bản đồ Việt Nam hình trái banh. Lúc đó anh nói vậy hơi quá. Nhiều khi nói, nếu mà nói theo cái tinh thần của anh ấy, lúc đó hỏi là thế thì bây giờ trong nước người ta gọi là bác mà, không Bác Hồ đâu, bác là bác Park ấy. Thì lúc đó nhiều khi lúc đó hỏi mấy trẻ em là bác nào là vĩ đại nhất, nó là bảo là bác Park Hang-seo nữa, thì lúc đó là mệt. Cái thứ hai nữa chúng tôi cũng đề nghị như thế này là khi mà Việt Nam thắng đó, khi mà đội nữ thắng đó, thì được các bạn trẻ ca ngợi là con cháu Bà Trưng Bà Triệu. Khi mà đội Nam thắng đó thì bảo rằng là các anh đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc, ca ngợi tự hào thay tổ quốc ta, vân vân và vân vân. Thế thì khi mà đi bảo đó thì chúng tôi không thấy ý kiến ở dưới. Thế cứ tự hào thay phụ nữ ta ơi. Không,
không nữa mang con cháu bà Trưng bà Triệu ra. Thôi, tôi nhập để không, cho các bà. Nhưng mà cái đó nó không, ý tôi muốn nói để thấy rằng là cái suy nghĩ của thanh niên Việt Nam nó bình hoạn ở chỗ đó. Thì khi mình thắng một trận banh á thì đương nhiên mình vui. Nhưng không thể nào viết lên trang sử hào hùng của dân tộc được. Và khi mà các cô đá banh thắng thì không thể nào đem mang bà Trưng bà Triệu ra. Thôi, nói với anh Hoàng Tuấn, thưa quý vị, Việt Nam lần đầu tiên mà đã hào hùng như vậy. Thái Lan, tức là nó cũng 5 lần 7 lượt rồi anh ạ. Vậy thì nó gọi hào hùng gấp 5 lần Việt Nam với 7 lượt Việt Nam hay sao? Bởi vậy, thì tôi nói cái suy nghĩ nó kém cỏi quá, cho nên thanh niên là rường cột của nước nhà, như thế thì rường cột cái chỗ nào tôi không biết. Có nghĩa nó sai ngay từ đầu là tao nói thủ tướng muốn lấy bảo anh con trận đá bóng muốn bảo là lấy cái tinh thần để phát triển đất nước. Nhưng mà cái đây một vấn đề tôi nghĩ là về vấn đề chính trị đó. Ban tuyên giáo trung ương đó, phải nhìn thấy hình ảnh này và phải làm việc. Là bởi vì các ông tuyên truyền là lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ tổ quốc phải đối với người cộng sản đó. Xin lỗi anh, khi đi bạo nó cầm cờ. Anh cứ tưởng tượng từ hình ảnh một cô gái trần truồng lóa lồ nham nhở đường phố mà cầm cái lá cờ đỏ sao vàng chạy vòng vòng. Và khi mà mấy cô bé mà đứng ở trên xe ở trần á cũng cầm cái lá cờ đỏ sao vàng, cái hình ảnh đó trời ơi, nó bôi bát như thế thì anh thấy à? Bây giờ cả trên đưa lên mạng cả thế giới thấy vậy mà không, tôi hỏi anh thấy như vậy, nhưng mà nếu mà vậy tôi không biết ông thủ tướng có thấy không. Không biết. Mà họ anh cầm cái lá cờ đỏ sao vàng, người ta tự hào đó là lá cờ là của dân tộc đối với người lá cờ tổ quốc đối với người cộng sản nha. Chúng tôi không chấp nhận cái lá cờ đó, nhưng mà cầm cái lá cờ như thế mà nó lại trong hình ảnh lõa lồ hay là rất ư là trơ trẽn, nó chạy trên đường phố, nó nhảy múa mà có những cái động, những cái hình ảnh nó rất là tục, nó dung tục như thế thì ban tuyên giáo trung ương ở đâu anh? Thế phải làm việc chứ hả? Đang mắc nhau anh mừng rồi, như thế thì cả rách việc không được cái tích sự. Cho nên là quản lý yếu kém vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chỗ đó. Đúng rồi. Nhưng mà tôi gần hết giờ rồi. Tôi có cái tin này nó ngắn thôi. Đọc mời anh Hoàng Tuấn và mời quý vị cũng nghe. Cũng báo VN Express. Chánh án bị lộ video tình cảm với cấp dưới. Ông Đinh Lâm Sương, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa hay Minh Hòa bị tỉnh ủy cắt hết chức vụ trong đảng do quan hệ tình cảm với nữ kế toán trong phòng làm việc. Sáng 11 tháng 12, nhà chức trách Quảng Bình cho hay ông Sướng thân mật trong ngoặc kép. Ông Sướng là ông Sướng. Ông Sướng. Sướng, tôi có đọc bài. Ông Sướng. Ông Sướng là chữ dạ. Action. Dạ, người bác giờ là ông Sướng á, XC, vậy là mà dấu sắc. Thân mật với nữ kế toán cùng cơ quan tại phòng làm việc trong giờ hành chính. Video về việc này được gửi đến cơ quan chức năng. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sướng thừa nhận là nhân vật trong video. Các hình ảnh không bị cắt ghép chỉnh sửa gì cả. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đang làm các thủ tục để xử lý kỷ luật ông Sướng và nữ kế toán. Thì ông này ông tên là Sướng, Sướng từ X thôi, nhưng mà ông cũng sung sướng thật đấy nha. Thì đấy, tôi cũng có cái bài báo đó thì ý kiến đóng góp. Thì người ta chỉ nói là ai cũng có cái chuyện lỗi lầm cả. Nhưng mà ông này ông là làm bên tòa án. Mà ông là ông nói là ông say rượu. Ông có nói ông say rượu. Thì người ta bảo rằng ông uống hơi quá chén. Ông làm tòa án mà ông say rượu trong giờ làm việc, mà ông làm cái việc đó trong cơ quan, như thế thì làm gương cho ai? Phía là đỉnh cao chứ. Thế đây người ta nói ý kiến này, mai mốt luật lại bổ sung thêm cái tội yêu thương nhau ở cơ quan nha. Còn người thì nói là ông say rượu, bà say tình, cho nên hai bên song kiếm hợp bích, kiếm hiệp. Còn có một người thì chúng tôi tin chắc người Bắc, giờ thì anh ấy sướng thật rồi đấy. Đây tôi có người có ý kiến là đúng là bác tên Sướng. Đấy, chúng tôi rất tiếc không có đủ thì giờ. Thưa quý vị, chuyện này không phải chúng tôi đem chuyện người khác ra để mà giễu cợt, nhưng mà bởi vì ông ấy là cán bộ đảng viên, mà ông là tòa án, mà ông là làm ngay trong cái chỗ làm việc nữa. Ông phải cán bộ đảng viên bình thường là chánh án. Thì đấy. Thì chắc xuống làm phụ án rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.